Album Tâm Chín của Mỹ Tâm lọt top bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Tin vui liên tục đến với nàng ca sĩ họa mi tóc nâu trong những ngày cuối năm 2017. Tuần qua, album Tâm Chín của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với giá bán sấp xỉ 9 đô la Mỹ đã lọt top bán chạy nhất thế giới của trang bán nhạc trực tuyến Amazon, vượt qua cả Reputation của Taylor Swift. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ V-pop có thể cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi quốc tế, đặc biệt là thông qua doanh số bán album. Tại Việt Nam, Tâm Chín cũng lập kỷ lục khi bán được hơn 5.000 đĩa ngay ngày ra mắt. Điều này chứng tỏ rằng, sau 20 năm hoạt động miệt mài, chuyên nghiệp và bài bản, Mỹ Tâm vẫn luôn được nhiều khán giả mến mộ và gặt hái được rất nhiều thành công. Miu Lê bỏ thi sau đại chiến vì bị chê hát dở. Liên tục nhận những bình luận tiêu cực về giọng hát, nữ ca sĩ Miu Lê đã quyết định xin dừng cuộc chơi tại Sao Đại Chiến tập 6. Thời gian vừa qua, khán giả dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của Miu Lê trong hàng loạt bộ phim như Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái Điện Tử Hôm Qua, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Nắng 2, v.v. Tuy nhiên, tại cuộc thi Sao Đại Chiến với vai trò là ca sĩ, các nhà sản xuất âm nhạc, đặc biệt là nhạc sĩ Dương Cầm, lại không đánh giá cao giọng hát của Miu Lê. Liên tục trong 5 tập, cô vẫn không nhận được lời khen của nam ca sĩ mong anh về, ngay cả khi cô từng dẫn đầu về điểm số trong một đêm thi. Đến tập 6, Miu Lê bất ngờ xin dừng cuộc chơi với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cô xin rút là bởi không thể chịu được áp lực từ những lời chê. Bất chấp bị ném đá, Chipu ra mắt tiếp MV thứ tư. Miu Lê được cho là rút khỏi cuộc thi Sao Đại Chiến vì bị chê hát dở, còn Chipu vẫn tiếp tục ra mắt MV thứ tư, dù ba MV trước cô bị khán giả ném đá dữ dội về giọng hát. Cụ thể, tối 21 tháng 12, Chipu đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ tư mang tên Talk To Me. MV này của Chipu được cho là có cảnh đẹp, nhạc hay, tuy nhiên, giọng hát của cô vẫn yếu như thế. Thái độ bất chấp của Chipu khiến nhiều khán giả có phần bức xúc. Nhiều lời chỉ trích dành cho Chipu được chia sẻ trên mạng xã hội. Họ cho rằng Chipu đang sử dụng chiêu trò, cố tình gây tranh cãi dư luận để ngày càng nổi tiếng. Hương Giang bất ngờ rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ trước đêm chung kết. Liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hương Giang tiết lộ sẽ không đồng hành cùng các thí sinh trong đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Lý do được Hoa hậu đưa ra là bởi lịch trình vòng chung kết đã rời ngày, bị trùng với lịch cá nhân từ trước nên cô không thể sắp xếp để tiếp tục đi cùng với chương trình. Hương Giang không quên gửi lời chúc các thí sinh sẽ tự tin tỏa sáng và cô cũng không quên chúc ban giám khảo sẽ thật công tâm để tìm ra được một Hoa hậu Hoàn Vũ xứng đáng, kế nhiệm Hoa hậu Phạm Hương. Ngô Thanh Vân đóng phim Pride sau Star Wars. Năm 2017 chắc chắn là một năm có nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với nữ diễn viên Ngô Thanh Vân khi cô được góp mặt trong bộ phim bom tấn được chờ đợi nhất năm, đó là Star Wars The Last Jedi, bên cạnh diễn viên gốc Việt Kelly Meritchen. Chưa hết, Ngô Thanh Vân còn có một vai phụ trong tác phẩm hành động Pride của đạo diễn David Ai phát hành trên Netflix. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi con người chung sống với các giống loài kỳ lạ, do vậy xã hội cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn bởi sự kỳ thị giữa các giống loài. Trong bộ phim này, nhân vật của Ngô Thanh Vân mang thần thái lạnh lùng, mặc đồ màu đen và có mái tóc bạch kim. So với Star Wars The Last Jedi vừa công chiếu, Ngô Thanh Vân được xuất hiện nhiều cảnh hơn trong bộ phim mới này. Xuân Huy Trần đính hôn với bạn trai ở Canada. Thêm một tin vui trong giới showbiz Việt, đó là biên đạo John Huy Trần cùng bạn trai Nhiệm Huỳnh đã trở thành bạn đời sau gần 9 năm bên nhau. Lễ đăng ký kết hôn vừa diễn ra ở Canada, nơi John Huy Trần sinh ra và lớn lên. John Huy Trần cho biết, anh và bạn trai nhận được sự giúp đỡ của các nhân viên tại cơ quan đăng ký kết hôn ở thành phố Toronto, Canada. Sau khi đăng ký kết hôn, họ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè, người thân. John Huy Trần sinh năm 1979. Anh về Việt Nam hoạt động nghệ thuật cách đây vài năm, nổi tiếng khi ngồi ghế nóng cuộc thi Thử Thách Cùng Bước Nhảy. Trước John Huy Trần, một số đám cưới đồng tính trong giới showbiz cũng nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của khán giả như người mẫu Hồ Vĩnh Khoa, ca sĩ Châu Tuấn, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, v.v. Ca sĩ Trung Hôn tự tử. Cùng với những dấu ấn, những tin vui, showbiz tuần qua cũng nhuốm màu bi thảm bởi thông tin chàng ca sĩ thần tượng Trung Hôn nhóm Sine tự tử vì trầm cảm. Nam ca sĩ 27 tuổi đã tự kết thúc đời mình vào ngày 18 tháng 12. Trong bức thư tuyệt mệnh, Jung-hoon chia sẻ anh mắc bệnh trầm cảm khi gặp bế tắc trong sự nghiệp âm nhạc. Điều đáng buồn là anh hầu như không thể chia sẻ nỗi đau này với ai.
Thông tin này khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng đau xót và tiếc nuối cho một tài năng trẻ bạc mệnh. Người mẫu Thái Lan tự tử ở tuổi 19. Tin tức người mẫu Thái Lan Nun Put Muang Ma đã treo cổ tự tử tại nhà bạn trai của cô ở San Luang, Bangkok hôm 19 tháng 12 cũng được nhiều người quan tâm. Nun Put Muang Ma năm nay mới 19 tuổi. Thi thể của cô được tìm thấy tại phòng ngủ trên tầng 2 của căn nhà, trong tình trạng bị treo lên cánh quạt trần bằng một sợi dây xích sắt. Điều tra ban đầu cho thấy Nun Put Muang Ma sống với bạn trai trong căn nhà của anh này từ 6 tháng nay. Trước thời điểm treo cổ, cảnh sát phát hiện Nun Put Muang Ma đăng tải trên Facebook những dòng chia sẻ cảm giác chán nản, không hạnh phúc vì ít được sự quan tâm. Cô viết, từng tự tử nhiều lần trước đây nhưng không ai biết chuyện này. Một nguồn tin cho hay, trước khi tự tử, Nun Put Muang Ma đã cãi nhau với bạn trai của cô.